Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện kết minh hôn. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới và bình luận. Rồi, chúng ta cùng nhau đến tập 54 của ngày hôm nay. chương 594 Phong ca, phong ca! Về mặt của tôi đầy sốt ruột, con lão tần ra do lá bùa đen làm bị thương cho nên lúc này đã hôn mê trên mặt đất. Cũng may ngọn lửa đã bị tôi dập tắt đi, lão tần ra mặc quần áo dày nên da thịt không có bị bỏng nặng, chỉ là sưng đỏ còn có thể khôi phục được. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Phong Ca, vì sao anh ta lại muốn nuốt sống cái viên dịch âm đàn này chứ? Đây thật sự là thứ có thể giết người đấy, tôi vội vàng đỡ lấy Phong Ca, dựa vào trước người, Tôi phát hiện thân thể của Phong Ca lúc nóng lúc lạnh, hô hấp dồn dập vô cùng quỷ dị. Một bên khác, con mèo già đã tụ họp với lão yêu bà nhưng nó tránh ở sau lưng của bà ta. Tiểu Phong, sư huynh và Tiểu Phong sao rồi? Độc đạo trưởng một bên đánh, một bên mở miệng hỏi. Tôi cầm lấy kiếm cố đào rồi đứng lên. Tình huống không được tốt cho lắm đâu. Nói xong tôi tiến, tiến tới chỗ của bọn họ Hiện tại chỉ còn cách này, chỉ có đánh nhau, đánh bại được lão yêu bà và con mèo già kia trước mới có nhiều thời gian trị liệu cho hai người bọn họ. Thực lực của lão yêu bà quả nhiên là vô cùng cao, lúc trước ở mã vương trấn đã có thể nhìn ra. Nhưng lần này linh môi xuất hiện thì thực sự lại không có mạnh bằng lần trước. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh của linh môi cũng sẽ biến mất đi, trước mắt sư phụ và độc đạo trường chỉ có thể đánh ngang tay. Hơn nữa, tình trạng th... Từ trạng thái của lão yêu bà này càng kéo dài thì lực tấn công của bà ta rất chàng trở nên yếu đuối hơn, thân thể cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ. Dường như bởi vì một loại quan hệ nào đó khiến cho linh môi của lão yêu bà không những không đủ mạnh, hơn nữa thời gian duy trì cũng sắp đạt đến cực hạn. So với lần trước ở Mã Vương Trấn thì sự tranh lệch này không hề nhỏ. Lúc này tôi bỗng nhiên lao ra phối hợp với đám người sư phụ cùng tấn công lão yêu bà và gia tăng cường độ tấn công. Mặc dù thực lực của lão yêu bà đang giảm mạnh, lực tấn công thì cũng đã giảm xuống. Thời gian linh bôi cũng sắp đạt tới cực hạn. Đồng thời bà ta còn phải bảo vệ cho con mèo già kia. Nhưng bà ta vẫn rất mạnh mẽ, rất khó để đẩy lùi bà ta trong thời gian ngắn. Về phần con mèo già kia, vừa rồi bị tôi đâm một cái vào bụng, máu chảy khắp nơi, vết thương có chút nặng. Ngay cả con mắt quỷ thứ ba cũng dần dần biến mất đi, chỉ cần chúng tôi kiên trì thêm một lát nữa, kiên trì cho đến khi linh môi của lão yêu bà này biến mất, lúc đó chúng tôi không chỉ có thời gian cứu chữa cho phong ca và lão tần gia, thậm chí còn có cơ hội giết chết con mèo già trước mắt này. cho nên lúc này chúng tôi đã dốc hết sức để liều mạng cùng với lão yêu bà. tuy nhiên lão yêu bà này quả thật rất khó đối phó. bà ta kết thành một đạo giấu tay, vốn dĩ thực lực của bà ta đã giảm mạnh, đột nhiên lại tăng lên không ít sức mạnh. Mặc kệ chúng tôi đánh như thế nào, đều rất khó để tiêu diệt được bà ta, chỉ có thể chiến đấu ngang tay với bà ta. Đồng thời bà ta cũng không làm gì được chúng tôi, nhưng dần dần bà ta cũng phát hiện ra vết thương của con mèo già này lại lấy cái trạng thái của mình thì cũng không được tốt, cũng không còn cách nào khác đánh bại được chúng tôi. Cho nên một bên ngăn cản ba người chúng tôi, một bên quay đầu mở miệng đói với con mèo già. Mèo nô, mày lui trước đi, Tao sẽ sai người tiếp ứng với mày Ờ chủ, chủ, nhân Chủ nhân vậy vậy còn ngài Con mèo già lộn ra vẻ trần trờ Và hỏi ngược lại Bốn tọa không có sao Mày cứ đi đi Bà ta tiếp tục khàn khàn mở miệng Khi con mèo già nghe đến đó Nó khổ cực từ trên mặt đất bỏ dậy Một tay ôm bụng Một tay nói với lão yêu bà Chủ nhân Mèo tôi xin được cáo lùi trước đây nói xong con mèo già say người một cái trực tiếp chạy đến một đoạn khác ở thung lũng trốn đi đâu độc đạo trưởng khẽ quát lên một tiếng ông ấy muốn đuổi theo con mèo già bởi vì nó đã khiến cho lão phong và lão tần gia đều bị thương độc đạo trưởng thân là sư đệ của lão tần gia cho nên ông ấy không muốn buông tha cho con mèo già trước mắt này nhưng khi độc đạo trưởng mới vừa đuổi theo cơ thân của lão yêu bà chợt bóe lên bà ta lập tức chắn ở trước người của độc đạo trưởng Đối thủ của ông chính là bồn toa Lão yêu bà đi chết đi Độc đạo trưởng giận dữ giơ kiếm gỗ đào lên và chém xuống Nhưng trên tay bà ta đang cầm cây trưởng đen Cho dù sức mạnh của bà ta đang không ngừng suy yếu Trong lúc nhất thời chúng tôi cũng khó có thể bắt được bà ta Sau vài phút giằng co Con mèo già đã sớm biến mất không còn dấu vết Còn chúng tôi thì ở đây liều mạng cùng với lão yêu bà trong thùng lỗ này lão yêu bà rõ ràng là đang câu giờ để câu thêm thời gian cho con mèo già đó trốn thoát lúc này bà ta đã không còn chủ động tấn công chúng tôi nữa mà là phòng ngự nhiều hơn trong lòng chúng tôi đều vô cùng khó chịu cho dù là thời con mèo già đang chạy trốn hay là lão phong và lão tần gia đang bị trọng thương và hôn mê đối với chúng tôi mà nói thời gian là vô cùng quý giá chúng tôi cũng không muốn tiếp tục chiến đấu với lão yêu bà này Nghĩ đến đây tôi trở nên tảng nhẫn hơn Bắt đầu vặn kiếm gỗ đào và chém mạnh về phía bà ta Tôi dùng cả hai tay không chút do dự mà thi triển toàn bộ sức mạnh Gần như là không kiên kỵ gì mà tấn công Nhưng lúc này đây tôi không có nghĩ nhiều như vậy Tôi chỉ muốn sớm tiêu diệt linh môi của lão yêu bà chết tiệt này Để nhanh chóng đưa lão tần gia và lão phong trở về chữa trị sớm hơn Lão tần gia bị bỏng mà hôn mê đi, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không kịp thời chữa trị, vết bỏng kia về sau sẽ để lại vết sẹo. Và sau đó là Lão Phong, Phong ca trực tiếp nuốt viên xích hồng âm đan. Tuy rằng không phải là một viên âm đan hoàn chỉnh, nó đã được giải phóng không ít âm nguyên. Cho dù là như vậy, thân thể của con người cũng khó mà chấp nhận được. Cho nên chúng tôi cần phải mang Lão Phong và Lão Tần ra, nhanh chóng trở về để theo dõi và điều trị, phòng ngừa xảy ra chuyện gì xấu, còn về phần con mèo già chạy trốn kia hiện giờ đã không còn thấy bóng dáng nữa tôi cũng không có nhiều tâm trí mà để đuổi bắt nó đuổi theo một con mèo già ở nơi rừng núi hoang sơ này chỉ sợ không có dễ dàng coi như cuối cùng cũng đuổi kịp nhưng cũng không có biết là lúc đó là như thế nào vì vậy tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến ở trước mắt này và rời khỏi đây càng sớm càng tốt sau một trận tấn công của tôi, mặc dù lão yêu bà có thể chống đỡ, nhưng cũng đã đã làm rối loạn tiết tấu của bà ta. sau một vài hiệp, sư phụ và độc đạo trưởng suýt nữa đã thành công, buộc bà ta phải sử dụng nhiều sức mạnh hơn. điều này khiến cho sức mạnh của cơ thể linh môi này lại giảm đi rất nhiều. vài phút sau, sư phụ và độc đạo trưởng cũng không cho bà ta cơ hội mà thở dốc, trái phải ra tay thấp tới, bọn họ tấn công đến nỗi lão yêu bà khó có thể chống đỡ. Bà ta đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh nên đã không thể ngăn cản được nữa. Bà ta thấy mình sắp bị đánh bại đã không còn cách nào khác để tiếp tục kéo dài thời gian nữa cho nên thân thể của bà ta đột nhiên lóe lên trực tiếp kéo dài khoảng cách với chúng tôi. Ước chừng trên dưới 5 mét, lúc này bà ta mới lặng lặng đứng im, chỉ lộ ra một cái cằm khô quát, nhếch mép cười vài tiếng ha ha. Sau đó tôi đã nghe thấy bà ta nói, Đêm nay chơi đủ rồi, tôi cũng nên đi đây, mấy người cứ yên tâm, một ngày nào đó chúng ta còn sẽ gặp lại đây. Lão yêu bà, đừng để cho bần đạo tìm được thân thân của bà, nếu không bà sẽ không thể nào sống sót được đâu. Độc đạo trưởng không hăng mở miệng, nhưng bà ta lại cười ha hà, sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Nói khoác không biết ngượng sao, với cái đạo hạnh của ông mà muốn tiêu diệt chân thân của tôi, nếu không quy định ở trong giáo Âm lộ chặng đường này Thân già đây sớm đích thân tới tranh thạch trấn Và giết chết các người rồi Nói xong Bà ta nhấc tượng đen trong tay lên Rồi đập xuống đất một cái Phanh một tiếng trầm vang thân thể bà ta nháy mắt đã vặn vẹo Bắt đầu từ dưới chân Giống như là biến thành một vòng xoáy Cuối cùng khi gió thổi qua Cả người liền biến mất Sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng đều không được tốt lắm, nhưng cũng không thể làm gì được, Thấy lão yêu bà đã rời khỏi, hai người họ hung hăng nhìn chầm chầm phương hướng mà bà ta biến mất. Sau đó, xoay người nhìn về nơi lão tần gia và lão phong đang nằm trên đất. Đồng thời tôi còn nghe thấy sư phụ nói. Đi, chúng ta đi xem lão tần gia và tiểu phong, tình huống hiện tại đang rất nguy cấp đấy. Nói xong, chúng tôi chạy tới chỗ của lão tần gia và lão phong. Độc đạo trưởng là một thầy thuốc trung y, ông ấy không ngừng kiểm tra tình huống của hai người bọn họ. Lão toàn gia thì vẫn còn tốt, vấn đề cũng không có quá lớn. Nhưng khi xem đến thương thế của Lão Phong thì vẻ mặt của độc đạo trưởng lại trở nên nghiêm trọng hơn. Âm nguyên đang tập kích thân thể, chân khí trong cơ thể đang tán loạn. Tình hình của Tiểu Phong quả thực là không được ổn tí nào đâu. Độc đạo trưởng mang theo một tia sầu bộ nói. Nhưng ngay sau khi ông ấy lại nhìn về phía tôi nói. Tiểu Phong, Cậu có chắc chắn là Hàn Tuyết Vong đã nuốt viên âm đan của lệ quỷ vào bụng ngồi chứ? Vâng, đúng vậy. Là do Phong ca tự nuốt vào. Còn nói sau khi trở về mỗi ngày là phải cho anh ta uống một chén máu tươi. Đọc tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân thể của Lão Phong sẽ không có việc gì chứ? Tôi có chút vội vàng hỏi. Đọc đạo trưởng lại lắc lắc đầu nói. Khó nói, bây giờ tình huống của Tiểu Phong rất không được tốt. Có nói thì ông cũng đừng nói làm cái gì nữa Chúng ta dẫn bọn họ về trước rồi nói sau đi Chậm rãi mà chuẩn bệnh chứ Chỗ này là rừng hoang Nỡ đâu không may lão yêu bà kia lại xuất hiện Hoặc lại chạy ra cái gì đó khác như là sơn tinh giá quỷ Thì chúng ta sẽ gặp rắc rối tỏ đấy Sư phụ mở miệng nói Đồng thời cảnh giác xung quanh Được, vậy chúng ta lập tức trở về Độc đạo trưởng cũng đồng ý tôi đứng ở bên cạnh đương nhiên là cũng không chậm trễ trực tiếp nâng lão phong dậy và cõng cậu ta ở trên lưng lão Thần gia là được độc đạo trưởng cõng lên sau đó chúng tôi bắt đầu chạy về hướng của thị trấn sau khi rời khỏi thung lũng tôi phát hiện trên mặt đất có vệt máu cùng với dấu chân của con mèo già hơn nữa còn một đường kéo dài đến trong rừng núi nhưng chúng tôi đều không có để ý tới và cũng không có tâm tình mà đuổi theo chỉ là muốn nhanh chóng trở về để chữa trị cho lão tần gia và lão phong sau khi bọn họ là không có việc gì, sau này chúng tôi sẽ tính sổ với con mèo già và lão yêu bà này sau. Đường núi thì không có dễ đi, dọc theo đường đi, tôi mệt đến nỗi gần như là cạn kiệt cả sức lực. Khi chúng tôi trở lại thị trấn Thanh Thạch đã là 3 giờ sáng. Đồng đạo trưởng lập tức chữa trị cho hai người bọn họ, ông ấy đã dùng kim bạc đâm vào cơ thể của Lão Phong. Nhưng tình trạng thể chất của Lão Phong vẫn không có khả quan, sẽ có lúc nóng lúc lạnh. Được đạo trưởng nói đây là bởi vì trong cơ thể của Lão Phong có âm nguyên của lệ quỷ, cho nên trước mắt chỉ có thể ổn định tâm mạch của Lão Phong, hiện tại ông ấy cũng không còn cách nào khác nữa. Nhưng được đạo trưởng cũng cảm thấy kỳ quái, nếu người bình thường nuốt âm nguyên vào trong cơ thể, không tới nửa giờ thì sẽ phải mất mạng. Nhưng Lão Phong vẫn kiên trì trong vài giờ, mặc dù tình trạng thể chất của cậu ta không được tốt lắm nhưng tính mạng của cậu ta không có bị nguy hiểm trong lòng thì hơi khó hiểu nhưng cũng đoán rằng chuyện này có khả năng liên quan đến các yếu tố trong cơ thể của lão phong cậu ta là một thể song hồn một thân thể tồn tại hai hồn phách mà phong ca vẫn luôn kiên trì muốn có được xích hồng âm đan nhất định là có tác dụng với anh ta trước mắt không biết nguyên nhân là do đâu nhưng chỉ cần thân thể của lão phong không có việc gì là được rồi Chờ Lão Phong tỉnh dậy Sau đó gọi Phong ca ra Rồi hỏi chắc chắn là sẽ biết được đáp án thôi Cứ như vậy mấy ngày kế tiếp Chúng tôi vẫn luôn lo lắng cho Lão Phong và Lão Tần Gia Nhưng tình huống của Lão Tần Gia rất tốt Ngày hôm sau đã tỉnh lại Ông ấy đã được bồi thuốc Nên vấn đề thì cũng không có nghiêm trọng Nhưng Lão Phong là vẫn giữ cũ Cậu ta vẫn không có tỉnh lại Cơ thể lúc nóng lúc lạnh Có trời mới biết được chuyện gì đang xảy ra với cậu ta nhưng ngoại trừ lo lắng cho thân thể của Lão Phong ra thì chúng tôi cũng trở nên cảnh giác hơn. Đồng thời sư phụ còn yêu cầu tôi đích thân đi đến biếu Thành Hoàng một chuyến nhờ Hồ Lục Gia giúp chúng tôi cảnh giác một chút. Sợ ngày nào đó con mèo già kia lại biến ảo thành một con mèo bình thường và đi vòng ngoài trở về. Hồ Lục Gia thuộc về hồ tộc nên khả năng phân biệt giả thú. Trong trận chiến này, mặc dù chúng tôi đã chịu tổn thất, nhưng từ trong miệng của lão yêu bà, chúng tôi có thể xác nhận một điều, đó là trấn thanh thạch nơi chúng tôi đang ở đúng như mộ dung ngôn đã nói đây chính là cấm địa mà những thành viên của tà giáo mắt quỷ không dễ dàng đặt chân vào câu nói cuối cùng của lão yêu bà nếu không có quy định ở trong giáo đã gián tiếp chứng minh một điều thành viên của tà giáo mắt quỷ không được phép tùy tiện đặt chân lên khu vực xung quanh âm lộ chẳng trách khi đó mộ dung ngôn lại kiên quyết như vậy Nói chỗ của chúng tôi rất an toàn Không cần sợ trương tử đào quay trở lại mà trả thù Xem hiện tại xem ra Quả thực chính là như thế Đương nhiên không thể tùy tiện đặt chân lên Thì là không có nghĩa là không thể đặt chân Có mèo già chính là một ví dụ Lão yêu bà bởi vì quy định trong giáo Và âm lộ ở đây Nên không có dám tùy tiện tới đây Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta Không có dám phái mấy tên tiểu đệ tới Để theo dõi hoặc sát hại chúng tôi vì vậy trong những ngày tới chúng tôi phải cần phải cẩn trọng hơn để tránh tái diễn về trường hợp của con mèo già từ đó để đảm bảo an toàn cho tính mạng của chúng tôi sau khi phong ca đốt viên trích hồng âm đan kia vào bụng thì đã hôn mê trong năm ngày trong năm ngày này tình trạng sức khỏe của lão phong cũng không được tốt lắm ngay cả độc đạo trưởng cũng không thể làm được gì nhưng có một viên có một việc mà tôi vẫn luôn làm theo lời khi nói của phong ca đó là mỗi ngày đều đút cho cậu ta uống một chén máu tươi mà chén máu tươi này cũng chỉ là máu của gà và vịt cho nên cũng không có vấn đề gì nhưng có một chuyện kỳ lạ là mỗi một lần cơ thể của phong ca được bổ sung máu tươi thân thể của cậu ấy sẽ ổn định trong khoảng một thời gian nhưng chỉ trong chốc lát thời gian vừa mới tới thì thân thể của lão phong lại trở nên lúc nóng lúc lạnh sáng sớm hôm nay tôi lại chạy đến thăm lão phong ngay khi vừa đặt Chân đến bách thảo đường, tôi đã thấy được độc đạo trường đang ở trong phòng đút cho Lão Phong uống máu tươi. Bởi vì tình hình hiện tại của Lão Phong cho nên đút một nửa thì cơ hồ đều sẽ bị chảy ra ngoài một nửa. Thấy tôi, tôi thấy độc đạo trường chỉ có một mình hành động cũng không có dễ cho nên tôi vội vàng chào hỏi. Ở độc tiền bối, để con đút cho. Ở tiểu phàm, cậu đến rất đúng lúc, Độc đạo trưởng cười nói Đồng thời đặt chén máu sang một bên Dùng hai tay đỡ Lão Phong đang hôn mê dậy Tôi đi thẳng về phía trước Cầm lấy chén máu ở bên cạnh Chuẩn bị mở miệng của Lão Phong ra mà để đút Nhưng còn chưa kịp làm gì Tôi đột nhiên phát hiện Mí mắt của Lão Phong động đậy Trong lòng sừng rốt một lúc Theo bản năng tôi gọi một tiếng Lão Phong, Lão Phong, cậu tính Độc đạo trưởng nghe vậy cũng trở nên lo lắng Mà đứng dậy đồng thời cũng có chút run lên Lão Phong vốn còn đang nằm nghiệt Nắm nghiền hai mắt, lúc này đã chậm rãi mở ra. Thấy Lão Phong đã mở mắt, trong lòng của chúng tôi đều vui mừng côn thiết. Đã năm ngày trôi qua, cuối cùng thì Lão Phong cũng đã tỉnh lại. Lão Phong, cậu tỉnh rồi. Tôi đặt chén máu sang một bên, vừa cười ha hà vừa mở việc đói. Ở đồ đệ, hiện tại con cảm thấy thế nào? Độc đà trưởng công lên tiếng hỏi thăm, sau đó đặt cơ thể của Lão Phong dựa vào đầu giường, Lão Phong mang theo sự mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt nhưng cũng động đậy thân thể, sau đó dùng sức đói. À con, 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 con bị làm sao vậy? Trong khi nói, Lão Phong cũng đã chạm vào đầu của mình, có vẻ như là rất đau. Hừ, anh trai của con nút chống nguyên thích cổng âm đan cho nên mới khiến con biến thành như vậy đấy. Đồng đại trưởng tức giận nói, kết quả thanh âm này vừa rơi xuống trong phòng không biết từ đâu mà vang lên một giọng nói khác. À, ông già hồ đồ kia, ông thì biết cái quái gì chứ Không biết thì đừng có mà nói tầm nói bệnh. Nghe đến đây, cả ba người chúng tôi thì đều sừng sốt Giọng điệu này không phải là phong ca Hàn Tuyết Phong đang nói chuyện hay sao Hàn Tuyết Phong Lão Phong là người đầu tiên kinh ngạc hỏi và nhìn xung quanh Độc đạo trưởng và tôi nhìn Lão Phong với vẻ mặt khiếp sợ, ngạc nhiên không thôi bởi vì lão phong có cơ thể đặc biệt cho nên trong cơ thể của cậu ta có hai hồn phách mỗi lần chỉ có thể xuất hiện một hồn phách hồn phách còn lại sẽ bị áp chế trong cơ thể không thể cảm nhận được thế giới bên ngoài nhiều nhất là hai hồn phách này chỉ có thể giao tiếp với nhau mà thôi nếu muốn đi ra mà nói chuyện như vậy nhất định phải chấn áp hồn phách còn lại và kiểm soát cơ thể thì mới có thể làm được nhưng bây giờ giọng nói đó rõ ràng là của phong ca nhưng vấn đề là Lão Phong rõ ràng là người khống chế thân thể Còn đang giao lưu với chúng tôi Cũng không có bị áp chế Vậy tại sao hồn phách của Phong Ca Lại có thể xuất hiện như vậy được Trong lúc nhất thời Cả tôi và độc đạo trưởng đều không kịp phản ứng lại Nhưng giọng nói của Phong Ca Vẫn tiếp tục vang lên Ai ai đừng có mà ngạc nhiên Một lúc nữa sẽ khiến cho mấy người càng căng thẳng hơn nữa đấy Giọng điệu của Phong Ca Nhúm màu kiêu ngạo Hay nói hơn đúng là phách lối Lời vừa mới dứt, chúng tôi chỉ cảm thấy một luồng âm khí đột nhiên phát ra từ cơ thể của lão phong. Không chỉ như vậy, thân thể của lão phong đã vô thức vặn vẹo, tựa hồ cảm thấy là có chút không được thoải mái. "Hàn Tuyết Phong, anh, anh đang làm gì vậy?" Về mặt của lão phong tràn đầy kinh ngạc, lấy tay gãi gãi cổ, tựa hồ khó chịu đến cực điểm. "Làm cái gì, chờ một hồi nữa không phải là cậu sẽ biết rồi hay sao?" Phong ca vừa mới nói ra câu này, độc đạo trưởng và tôi đã nhìn thấy một cái bóng mà xuất hiện từ đỉnh đầu của Lão Phong. Sau khi hư ảnh này mới xuất hiện, liền đáp xuống trước mặt chúng tôi. Hư ảnh đó nhanh chóng đông đặc lại, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành bộ dạng của một con người. Người đàn ông mặc đồ trắng trên khuôn mặt mang theo sự kiêu ngạo, ngoại hình của người đó trông không khác gì Lão Phong, gần như có thể nói là được tạc ra từ trong một khuôn mặt chỉ là khí chất và biểu cảm lại khác hoàn toàn với lão phong thấy vậy độc đạo trưởng và tôi đều tỏ ra ngạc nhiên sau khi anh ta vài lần nữa chúng tôi quay đầu lại và nhìn lão phong đang dựa vào giường trong thâm tâm của tôi có thể chắc chắn rằng người đang xuất hiện ở trước mặt chúng tôi đây chính là phong ca hàn tuyết phong ngoài chúng tôi ra ngay cả lão phong cũng dùng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn về phía phong ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trong phòng thì im lặng vài giây sau đó lão phong là người đầu tiên lên tiếng anh anh là anh là anh trai của tôi H hàn tuyết phong à, người đàn ông liếc nhìn lão phong khinh thường nói à nói nhỉ nếu không phải thì cậu cho rằng tôi là ai chứ lời vừa mới dứt tôi và độc đạo trưởng đang đứng bên cạnh đều nhịn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh mẹ nó cái tình huống này là cái gì đây cái này cũng làm cho người ta chấn kinh quá rồi đấy Trước khi bắt đầu, độc đạo trưởng cũng đã nói rằng Lão Phong là song sinh mệnh hồn và hồn phách cuốn quanh nhau. Ông còn trực tiếp phủ nhận khả năng hai đạo hồn phách có thể đồng thời xuất hiện. Huống chi hồn phách rời khỏi thân thể là càng không có khả năng. Chỉ có thể là Lão Phong tỉnh lại hoặc là Phong ca tỉnh lại mà thôi. Ngoại trừ cái chết, hai người không thể nào đồng thời xuất hiện huống chi là hồn lìa khỏi xác chứ. Nhưng hôm nay, hồn phách của Phong ca lại có thể từ trong cơ thể bay ra ngoài, xuất hiện ở trước mặt mọi người, điều này làm sao không khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn và kinh ngạc được chứ? Như vậy, chẳng phải có nghĩa là hồn phách của Phong Ca không còn quấn quanh với hồn phách của Lão Phong nữa sao? Nói như vậy, sau này cơ thể của Lão Phong sẽ không cần cùng sinh cùng tử với Phong Ca nữa. Nghe đến đây, tôi chỉ cảm thấy rất sốc, thậm chí còn cảm thấy mừng cho Lão Phong. Độc đạo trưởng càng mang dáng vẻ hừng phấn đói. Ở cậu, cậu, cậu làm sao? làm sao có thể xuất hiện hai hai người không phải là song sinh mệnh hồn sao độc đạo trưởng đã hành tẩu giang hồ mấy chục năm nhưng bản thân ông chưa bao giờ nghe nói song sinh mệnh hồn còn có thể tách rời bây giờ tận mắt nhìn thấy khó tránh khỏi có chút không thể chấp nhận được nhưng phong ca đứng bên cạnh lại nở nụ cười khinh thường nói nếu không phải cái viên trích ổng âm đan này đã tản ra ngoài một lượng âm khí, nếu không thì đừng có nói là tách rời, tôi cũng có thể trực tiếp thoát ra khỏi cái thân thể này rồi đấy. Dịch ổng âm đan, dịch ổng âm đan còn có năng lực này sao? Độc đạo trưởng tiếp tục hỏi, trên gương mặt vẫn là vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Lão Phong và tôi cũng mở to đôi mắt, muốn nghe xem Lão Phong ca kia sẽ nói gì. Phong ca vẫn mang vẻ mặt ngang ngược, ánh mắt kinh thường như cũ nói, cái này còn phải tùy thuộc vào người dùng là ai và cách sử dụng như thế nào. Nếu nó mà rơi vào trong tay của các người thì cũng không có tác dụng gì đâu. Còn rơi vào trong tay của quỷ tu thì nó chỉ có thể đề thăng đạo hạnh. Nhưng nếu rơi vào tay của tôi, chẳng những là có thể giúp bệnh hồn của tôi tách ra khỏi cái tên rác rưởi này. Nếu vận dụng tốt thì thậm chí có thể hoàn toàn tách ra, từ nay về sau trở thành hai sinh mệnh tách biệt đấy. Mẹ kiếp, phong ca còn có bản lãnh này hay sao? bây giờ xem ra thì hình như đó chính là sự thật khó trách lúc trước phong ca lại quan tâm đến viên trích hồng âm đan như vậy bởi vì nó vốn dùng để tách mệnh hồn của hai người bọn họ ra nhưng từ những gì anh ta nói xem ra có vẻ bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn tách ra chỉ là tách ra trong một khoảng thời gian nhất định mà thôi nghĩ đến đây đề, tôi trực tiếp hỏi à, phong ca ý của anh là hai người hiện tại vẫn chưa thật sự tách nhau ra sao mà chỉ là có thể tách ra trong một khoảng cách ngắn mà thôi." Phòng Cả nhíu mày, lộ ra một tia tức giận nói, "Ờ à, thì nói thế thì cũng không có đúng, nếu tôi không có bị con mèo già kia mà quấy rối cũng sẽ không xảy ra sự nhầm lẫn như vậy, chỉ cần một viên xích hồng âm đan hoàn chỉnh là tôi có thể trực tiếp tách ra ngoài, hơn nữa từ nay về sau là sẽ tự do tự tại, nhưng cuối cùng lại để cho con mèo già kia hủy hoại tất cả, đúng là tức chết tôi mà." sau khi phong ca nói ra một câu như vậy trong lòng mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn mặc dù đã sớm có suy đoán nhưng khi được phong ca tự mình xác nhận cũng không có khỏi lưu lưỡi đặc biệt là lão phong đang dựa vào đầu giường ánh mắt sắc bén của cậu ta lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng rất kích động à nếu, nếu mà nói như vậy thì có nghĩa là chúng, chúng ta có thể phân tách tách ra sao trong lời nói giọng điệu của lão phong cũng trở nên rung rầy bởi vì cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng người anh song sinh của mình còn có thể rời khỏi cơ thể của mình. Bây giờ nó đã được xác nhận. Vì vậy chẳng khác nào là tạo ra một cơn bão cuồn cuộn trong tâm trí của cậu ta. Phong ca lướt nhìn Lão Phong. <laughs> nếu không phải do cậu vô trăng thì hiện tại tôi đã có thể rời khỏi cái thân thể của cậu từ lâu rồi đấy. Nhưng hiện tại nếu chúng ta muốn triệt để tách ra thì nhất định phải tìm thêm một viên xích hỏng âm đan nữa năm mới được đấy. Ờ, tại, tại sao lại cần thêm nhiều thế? Tôi hơi khó hiểu. Hiện tại đã có thể tách rời, vậy thì khoảng cách triệt để tách ra cũng không còn xa nữa với đúng chứ? Nhưng Phong Ca lại tỏ ra giận dữ đói. Ê, cái loại trạng thái này của chúng ta không phải là thứ mà người đời có thể lý giải được đâu. Nhưng tôi có thể lợi dụng viên xích hồng âm đan mà để thoát ra. Nhưng nếu muốn được như vậy thì phải sử dụng pháp môn bí thuật trong gia tộc. Bây giờ pháp môn đó được mở ra, nếu muốn mở ra lần nữa thì cần phải có càng nhiều sức mạnh của âm nguyên hơn. Trong giọng nói của Phong Ca có sự tiếc nuối nhưng cũng có một chút không cam lòng, nhưng trong nguyên lại có một hội thoại như thế, tôi chỉ có thể đọc theo hai chữ gia tộc. Bởi vì lai lịch của lão Phong đều trống rỗng, trước khi gặp được độc đạo trưởng thì không ai biết chuyện trước đây của cậu ta như thế nào. Ngay cả độc đạo trưởng cũng không biết lai lịch và gia cảnh của Phong Ca ra làm sao. Chỉ biết lão Phong là người có song hồn, cho nên mọi người mới suy đoán rằng gia thế của lão Phong có liên quan đến khu vực Nam Dương. Bởi vì ở Nam Dương phổ biến thuật dưỡng quỷ, mà trong cơ thể của lão Phong còn tồn tại một hồn phách. Vậy thì chuyện này rất có thể là do từ khi cậu ta còn nhỏ đã bị người nào đó cấy một loại quỷ hồn vào trong cơ thể. Nhưng cho tới bây giờ, Lão Phong chưa từng đề cập đến nó Cũng không muốn nói ra điều gì đó Vì vậy không ai biết lai lịch và cuộc sống của Lão Phong Trước năm 10 năm 14 tuổi là gì Còn về hoàn cảnh gia đình và nguồn gốc song hồn của cậu ta Thì càng không có cách nào mà biết được Còn việc liệu Phong ca có thuộc một loại quỷ nào đó hay không Hay chân chính là một song hồn Thì không ai có thể chắc chắn 100% được bởi vì khi Phong Ca đề cập đến hai chữ gia tộc tôi gần như có thể chắc chắn rằng Lão Phong phải xuất thân từ một gia đình tu đạo chính thống, cũng có thể xuất thân từ một môn phái dưỡng quỷ nào đó ở Nam Dương. Tóm lại, trước khi quen biết độc đạo trường, bọn họ đã có chút liên quan với thuật pháp của đạo gia. Trong lòng tôi thì nghĩ như vậy, nhưng không có nói ra, mà Lão Phong đang ngồi trên giường cũng nghe được những từ chữ mấu chốt. Cậu ta đột nhiên nhíu mày, ngồi thẳng lên, sau đó hỏi Phong ca. Gia tộc, bí cưỡng pháp môn, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh còn nhớ rõ những cái chuyện xảy ra trước khi ở trên biển lớn sao? Những chuyện đã xảy ra trước khi trên biển lớn, cái này là cái gì? Chẳng lẽ là cuộc sống trước kia của lão Phong? Không chỉ có tôi, ngay cả độc đạo trưởng cũng tò mò nhìn về phía của Phong ca. Phong ca lại hừ lạnh một tiếng đói. Có cái gì mà tôi không có nhớ rõ chứ? Không, chỉ là cái chuyện cậu từng làm nô thuyền, thậm chí từ lúc người trong gia tộc giết chết tôi. Về sau chồng tôi vào trong cơ thể của cậu Tất cả những gì cậu đã trải qua Tôi đều nhớ rất rõ đấy Quả nhiên là như thế Đúng như những gì độc đạo trưởng đã đoán ngay từ đầu Bọn họ là người cùng tộc Sau khi sinh ra Phong ca đã được chọn làm quỷ Cắt đứt mạch máu của anh ta Sau đó đưa đến bên miệng để cho Phong ca uống Rồi dùng một vật chứa đặc biệt để bao phủ Dán phủ chú lên Cuối cùng là cử hành một nghi thức nào đó một khi mà nghi thức hoàn thành, đứa bé bị cắt đứt mạch máu, đương nhiên sẽ là chết. Chỉ cần để một đứa bé khác còn sống, như vậy trong thân thể của nó sẽ được gieo một con quỷ, hai người sẽ cùng sống cùng chết, cùng nhau dùng chung một thân thể, sinh ra một cơ thể có hai hồn phách. Một người là chủ dương, một người là chủ âm, nhưng mà ngoại trừ quỷ trùng ra, thì thuyền nô là cái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ trước khi lão Phong 14 tuổi đã trải qua chuyện gì nữa hay sao? trong lòng của tôi có quá nhiều nghi vấn tôi cảm thấy lão phong và phong ca cũng có quá nhiều bí mật lão phong nghe xong sắc mặt cũng trở nên kích động thêm một lần nữa vậy vậy tại sao tại sao anh không nói cho tôi biết nói cho cậu biết sao chỉ bằng cái đức hạnh kia của cậu hả chẳng lẽ để có cậu tiếp nhận cái gia tộc còn tàn khốc gấp vạn lần so với việc làm thuyền nô đó sao nếu mà không có tôi ngay cả những ngày làm thuyền nô thì cậu cũng không thể vượt qua được đâu cái tiền chết tiệt rắc rời này vậy mà còn muốn biết về quá khứ trên giường mặt của phong ca tràn đầy vẻ khinh bì nói về quá khứ mà chỉ có hai người họ có thể hiểu phong ca có vẻ vô cùng kích động hô hấp dồn dập sắc mặt cực kỳ khó còi nói nói cho tôi biết nói cho tôi biết nhà của chúng ta ở đâu nội nói cho tôi biết tại tại sao tại sao chúng ta lại bị người trong gia tộc đối xử như vậy Chúng, chúng ta chúng ta còn cha mẹ không nội nói cho tôi biết nói cho tôi biết đi khi nói đến câu cuối cùng hai mắt của lão phong đầy những tơ máu gần như là hét lên nhưng phong ca vẫn mang khuôn mặt khinh thường mà nhìn về phía của lão phong nếu cậu đã quên thì đừng có mặt cố nhớ lại làm gì đó là một gia tộc ác mà cậu không có cách nào mà để tưởng tượng được đâu còn sự tồn tại của chúng ta chỉ là một công cụ cho họ mà thôi về phần cha mẹ sự tàn ác của bọn họ còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu đấy Nói đến đây, Phong ca cũng lộ vẻ mặt cực kỳ căm thức, không muốn tiếp tục nói chuyện, phật phật tay, nhanh chóng hóa thành một luồng hư ảo. Sau đó hóa thành một cơn gió lạnh, trực tiếp chìm vào cơ thể của Phong. công ca sau đó rồi biến mất. Hàn Thế Phong, anh anh đi ra cho tôi, nói, nói cho tôi biết tất cả những gì đi, nói, nói cho tôi biết đoạn ký ức mà đã bị mất đi. Lão Phong có chút điên cuồng kích động, vỗ vỗ thân thể của mình, nhưng Phong ca chỉ hư lạnh một tiếng, Cậu yếu như chó vậy Cho nên không có chịu đổi một đoạn cây đắng quá tải kia đâu Sau khi nói xong Giọng nói của Phong Ca không còn vang lên nữa Bất kể là lão Phong có hét lên như thế nào Phong Ca vẫn lâm vào trạng thái Như là đang ngủ say Nhưng chúng tôi đều biết Phong Ca đã sử dụng xích hồng âm đan Để tạo thành một khoảng tách rời ngắn với lão Phong Lúc này anh ta đã trở nên im lặng Căn bản là không muốn phí thêm lời nào nữa Với lão Phong Nhưng lần này chúng tôi đã nhận được rất nhiều thông tin từ Phong Ca thuyền nô gia tộc tàn khốc ký ức thống khổ công cụ cha mẹ độc ác đây là những từ mấu chốt nhưng rốt cuộc thì lão phong và phong ca đã trải qua những chuyện gì tại sao bọn họ lại chạy đến nơi đây chứ trước bao nhiêu điều bí ẩn dường như lại có thêm một lớp sương mù mặc dù từ lúc đầu lão phong đã tỏ ra rất kích động nhưng lúc này cũng dần dần bình tĩnh lại cùng với lúc đó chỉ nghe độc đạo thường nói ơi tiểu phong à đừng có kích động như vậy Bây giờ đã là một khởi đầu tốt rồi Chỉ cần anh trai của con có thể rời khỏi thân thể này Như vậy không phải là con có thể lấy lại sự tự do rồi sao Con còn nghĩ nhiều như vậy làm gì Không phải vẫn còn sư phụ có con ở đây sao Độc đạo trưởng an ủi để cho Lão Phong bình tĩnh trở lại Lão Phong cũng quay đầu nhìn về phía sư phụ vẻ mặt thiền lành bất giác thở dài nói Sư phụ, trước khi gặp người Thực ra thì con đã từng làm thuyền lô ở Nam Dương 10 năm. Độc đạo trưởng nghe vậy sắc mặt tự hiển nhiên là cứng đờ nhưng sau một khắc lại giãn ra ghé mỉm cười. Ông ấy giả sờ đầu của Lão Phòng nói Con là đồ đệ mà vi sư cảm thấy kiêu ngạo nhất. Thuyền lô là cái gì chứ? Mọi chuyện đã qua đi. Hiện tại con chỉ cần nhớ rõ là người trừ ta. Chúng ta là những người chính đạo, làm công việc chính nghĩa, thay trời hành đạo độc đạo trưởng nói như vậy làm tôi thấy hoang mang thuyền nô no là cái gì vậy chẳng lẽ làm nô no lệ ở trên thuyền sao nhưng điều này hiển nhiên là không phải như vậy nhìn vẻ mặt của lão phong và độc đạo trưởng thuyền nô no này hẳn là một công việc không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi thế là tôi hỏi thẳng luôn ờ ờ ờ lão phong lão phong độc đạo trưởng thuyền nô no này có nghĩa là gì độc đạo trưởng nghe tôi hỏi thì thở dài không có nói chuyện còn lão phong lại Công khóe môi lên, nở nụ cười khổ và tự diễu. Trinh là một con thuyền quỷ, nuôi con người như là súc sinh, mỗi ngày ăn thương người chết. Ấy. Tôi đã sống ở ngọn núi này từ khi còn nhỏ, với dãy núi Tần Lĩnh ở phía Bắc và núi Đại Ba ở phía Nam. Xa hơn một chút, tôi cũng đã từng đi đến Hàm Dương với sư phụ một lần, còn giúp người ta đi xem đất. Còn về biển Nam Dương, cũng là chỉ thấy trên TV. Cho nên đối với cái gọi là thuyền nô hay thuyền quỷ gì đó thì cũng hoàn toàn không có bất kỳ một khái niệm gì cả. Bây giờ khi tôi nghe Lão Phong nói về thuyền nô là người được nuôi ở trên thuyền như là một con súc sinh gặm xương của người chết, cái này không khỏi khiến tôi cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí là giật mình. Nhưng Phong ca không có dừng lại và tiếp tục nói chuyện. Kia của tôi, tôi vẫn còn nhớ mơ hồ rằng đã được người ta cứu lên từ trong nước, sau đó tôi bị ông chủ của thuyền đó nhốt vào ở trong đáy thuyền. Trong bóng tối không có thấy mặt trời, nơi này giống như là một con thuyền quỷ vậy, bởi vì cứ cách một đoạn thời gian là tôi sẽ bị lôi ra, rút mất một ống máu, té trời té biển. Ở đó, tôi không biết làm cách nào mà sống sót được. Tôi đã bị quẳng xuống biển mỗi ngày, thức ăn của tôi là thịt người và xương người còn sót lại. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, cho đến 10 năm sau đó tôi mới trốn thoát. Lão Phong nói ra từng chữ gần như là nghiến răng nghiến lợi, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu ta kể lại cuộc sống mà mình đã trải qua trước khi được gặp độc đạo trưởng. Sau khi nghe những chuyện này, độc đạo trưởng và tôi không khỏi trở nên gương trọng. Tâm trí của chúng tôi hỗn loạn và trong lòng càng dấy lên lửa giận. Lão Phong nói rằng, ở trên biển lớn, thuyền quỷ được gọi là một cách ẩn dụ là linh thuyền, chỉ cần linh thuyền còn ở đó còn con thuyền sẽ không có bị lấp lật úp chủ thuyền tin rằng chỉ cần linh thuyền càng nuôi nhiều lại khí thì vận khí của thuyền lại càng tốt do đó buồng nhỏ ở dưới đáy thuyền thực chất chính là linh thuyền thường được nuôi bằng thịt và xương của con người có linh thuyền trong tay chỉ cần mỗi khi ra khơi hay gặp phải bão lớn thì đổ một chén máu tươi của linh thuyền xuống biển vậy thì sẽ an bình an vô sự như nếu như là bắt cá cũng sẽ được Long Vương bảo vệ và nhận được thu hoạch lớn. Mà trong 10 năm đó, Lão Phong đóng vai kiểu người như vậy. Trong bóng tối không thể nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể trải qua cuộc sống đó trong một khoảng thời gian thu hẹp ở trong khoang thuyền. Hơn nữa, ông chủ của con thuyền đó không phải là một ngư dân bình thường mà là một tên hải đầu tiêu. Hải đầu tiêu là gì? Chính là một thợ săn chuyên đoàn trâu của trai nhổ dầu cá voi và đào kho báu ở dưới biển sâu. Loại người này sống ở biển quanh năm và giao du với những con thú kỳ lạ ở trong biển, hoặc là đóng vai là một tên cướp biển, giết người cướp hàng hóa là một tên ác bá ở trên biển. Mà ở trong khoang thuyền của bọn họ, 8 chín phần 10 đều có những con thuyền quỷ như là Lão Phong. Hơn nữa, những người này không chỉ có thân thủ rất giỏi mà thậm chí còn còn hiểu biết về cả thuật bùa quẻ, lão phong bị nuôi nốt ở bên trong và chịu sự dày vò đó trong suốt 10 năm trong 10 năm này người luôn hãy đồng hành và âm thầm bảo vệ cậu ta cũng chính là phong ca nếu không lão phong đã bị nhốt ở bên trong lâu như vậy đã sớm phát điên ở trong khoang thuyền hoặc chết đi sống lại hoặc là bị dưỡng thành dị dạng rồi tất nhiên những tên hải đầu tiêu đó không hề biết về sự tồn tại của phong ca nói cách khác là dưới tình trạng này theo sự trưởng thành của lão phong, đạo hạnh của phong ca cũng càng ngày càng cao. Hơn nữa tại mười năm đợt sau đó, trong một cơn bão tình cờ, nước tràn vào trong khoang thuyền khiến cho bùa chú nước biển bị phá hủy. Kết quả là phong ca đã nắm bắt cơ hội nguy hiếm có này mở cửa khoang ra và ném lão phong ra ngoài. Lúc đó là vào một buổi đêm tối, bên ngoài lại có gió lớn. dưới sự hướng dẫn của phong ca, lão phong đã xuống để cứu sinh và trốn thoát. May mắn là lúc đó cách bờ biển không xa cho nên bọn họ đã trôi nổi trên biển rồi bị đánh vào bờ. Bởi vì Lão Phong quanh năm sống ở trong khoang thiền tối tăm, mặt mắt của cậu ta đã quen với bóng đêm. Một chút ánh nắng thôi cũng có thể khiến cho mắt cậu ta cảm thấy khó chịu. Lại còn cộng thêm việc cơ thể yếu ớt, suy dinh dưỡng và nhiều yếu tố khác nữa. Trong thời gian đó, Phong ca đã chăm sóc cho Lão Phong rất nhiều, Tất nhiên nói là chăm sóc không bằng nói là tự mình cứu lấy mình thì đúng hơn. Nếu như Lão Phong chết thì Phong Ca thì cũng sẽ chết theo. Đồng thời tính cách của Lão Phong cũng không hợp với Phong Ca. Sau khi ra ngoài, Phong Ca muốn Lão Phong dùng bạo lực để khống chế bạo lực. Nhưng Lão Phong là không đồng ý, cho nên sự bất đồng quan điểm giữa Phong Ca và cậu ta càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Phong Ca càng ngày coi thường Lão Phong hơn, cuối cùng trở thành thứ mà Phong Ca gọi là tên rác rửa chết tiệt trải qua hai ba tháng ngày đêm sống ở trên bờ biển lão phong dần dần thích ứng với ngày và đêm vào một đêm nọ lão phong gặp được độc đạo trưởng lúc đó đang đi du lịch dọc theo bờ biển thấy lão phong là một đứa trẻ khốn, khốn khổ cho nên độc đạo trưởng đã tiến lên nói chuyện với cậu ta cuối cùng mang theo cậu ta ở bên người và nhận cậu ta làm đệ tử của mình và đây là quá khứ 10 năm mà Lão Phong chưa từng nói cho bất cứ ai 10 năm trải qua trong bóng tối, đau đớn và thậm chí là cả bị tra tấn nữa. Điều này cũng chính hình thành nên tính cách lầm lì và thậm chí là thu mình của Lão Phong. Nhưng cậu ta cũng có một niềm khao khát không thể giải thích được đối với gia đình của mình. Bởi vì 10 năm đó quá đau đớn, giống như là một vết dẹo, nhưng Lão Phong không muốn vạch trần, càng không muốn nhớ lại. Cho dù là độc đạo trưởng, cậu ta cũng không muốn nhắc tới. Thấy lão phòng không muốn nói, sau này độc đạo trưởng thì cũng không có hỏi tiếp nữa, cứ như vậy bí mật đã được giữ cho đến tận bây giờ, mãi cho đến hôm nay lão phòng mới tự mình nói ra. Sau khi nghe thấy những lời này, trong lòng của độc đạo trưởng và tôi không khỏi bàng hoàng và sửng sốt, thật sự là không thể tưởng tượng được lão phòng đã vượt qua như thế nào trong suốt 10 năm bị giam ở trong một căn phòng như thế. Ngay cả những tên tội phạm trong tù cũng có thời gian ra ngoài mà để thư giãn. Hơn nữa bọn họ còn có bản thù mà để nói chuyện. Nếu như đổi lại là tôi, sợ chỉ sợ là kiên trì không được 10 ngày là đã bị điên mất rồi. Càng đừng nói là đến 10 năm. Ngoài những điều này ra, Lão Phong hầu như không còn ký ức gì về chuyện đã xảy ra trước khi bị nhốt ở trên thuyền. Nhưng Hàn Tuyết Phong thì lại khác, bản thân là quỷ nên nhớ kỹ những thứ này. Đó cũng chính là lý do tại sao khi Lão Phong biết rằng anh trai của mình vẫn còn ký ức về những gì đã xảy ra trước năm cậu ta năm tuổi lại trở nên kích động và muốn biết mọi thứ đến như vậy tuy nhiên câu trả lời của phong ca không có thỏa đáng thậm chí còn nói rằng gia tộc kia rất độc ác cha mẹ tàn nhẫn chỉ có bọn họ chỉ là công cụ cuối cùng là chia tay trong không vui nói xong lão phong dựa vào đầu giường lộ ra về mặt mệt mỏi cậu ta đốt một điếu thuốc và nhìn lên trần nhà à tôi có chút không có thờ nổi khi nhớ đến tất cả những điều này bây giờ đói ra được rồi cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn lão phong nói xong hít điếu thuốc một hơi thật sâu nhưng chút được gánh nặng vậy tôi hướng về phía của lão phong cười nói này lão phong chẳng phải bây giờ cậu đã có chúng tôi rồi sao thôi cậu đừng có suy nghĩ nhiều như vậy làm gì Mọi chuyện thì cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ cần chúng ta tìm được thêm hai viên xích hồng âm đan nữa, cậu sẽ hoàn toàn được giải thoát thôi. Nếu như đến lúc đó cậu sẽ giống với chúng tôi, tự do tự tại. Lão Phong nhìn tôi và mỉm cười. Tôi cũng chỉ mong được như vậy thôi. Sau đó chúng tôi chuyển chủ đề và nói chuyện những thứ khác. Cũng chính là lúc gặp phải con mèo già rồi lại gặp phải bà già, bà lão kia của tà giáo mắt quỷ. Sau đó, tôi lại đưa cậu ta ra ngoài đi dạo, thấy tâm trạng của cậu ta đã bình tĩnh trở lại, tôi cũng rời khỏi bách thảo đường và quay lại cửa hàng. Cuộc đời của Lão Phong có thể nói là rất bi thảm, nhưng may mắn thay là cậu ta gặp được Độc Đạo trưởng, hơn nữa còn tìm được cách tách rời hoàn toàn với Phong ca, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Chỉ là tôi đang nghĩ gia tộc của Lão Phong là sự tồn tại như thế nào, tại sao Lão Phong lại lênh đênh trên biển vào thời điểm đó? Chẳng lẽ trước đây bọn họ gặp phải một vụ đám tuyển hay sao? Lão Phong giống như là một bí ẩn với nhiều câu chuyện và ẩn số và Phong Ca là người biết được tất cả những sự thật nhưng lại không muốn tiết lộ ra. Điều này khiến chúng tôi càng tò mò hơn về gia tộc của Lão Phong sinh ra. Đây, rốt cuộc là một gia tộc như thế nào? Chẳng những có thể dưỡng ra xong mệnh hồn, thậm chí còn có pháp môn bí cấm phân tách hai người được ra. Đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Nhưng tại sao Phong Ca lại so sánh bọn họ với những công cụ còn gia tộc tàn ác và cha mẹ tàn nhẫn được chứ? Cứ miền màn suy nghĩ tôi đã về đến cửa hàng rồi. Khi sư phụ thấy tôi quay trở lại, ông ấy hỏi tôi, lão Phong có khỏe chưa? Tôi nói là cậu ta đã tỉnh rồi, sau đó kể cho sư phụ nghe về cuộc nói chuyện giữa Lão Phong và Phong Ca, còn cả kinh nghiệm sống của Lão Phong. Sư phụ nghe xong thì cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lão Phong lại trải qua một cuộc sống như vậy, nhưng sau khi kinh ngạc sư phụ lại nói Tuy rằng vi sư chưa từng tới Nam Dương Nhưng vi sư biết vùng duyên hải này có một môn phái Hơn nữa cũng am hiểu quỷ thuật của Nam Dương Thích nuôi quỷ Hơn nữa cái thuật pháp trong môn phái này Là do người trong gia tộc truyền thừa cho nhau Tuyệt không có truyền cho người ngoài Hơn nữa Nếu luận về tướng mạo và thể chất của Tiểu Phong Lại hoàn toàn giống với chúng ta Không hề giống với người của Nam Dương nhưng Hàn Tuyết Phong vậy mà lại có thực sự thể sử dụng pháp môn giải hôn kỳ lạ này của Nam Dương như vậy. Vì sư nghi ngờ liệu Tiểu Phong có phải là người của gia tộc đó hay không? Nghe sư phụ nói như vậy khiến tôi sừng sốt một lúc. Chẳng lẽ khu vực Duyên Hải này lại có một đạo môn thế gia như vậy? Chẳng lẽ Lão Phong là một cô nhi của thế gia này? Nghĩ đến đây tôi vội vàng hỏi sư phụ. Sư phụ, thế gia đó là một nơi như thế nào vậy? Nói cho con biết đi, trên gương mặt của tôi lộ ra sự tò mò bởi vì tôi thực sự không hiểu rõ lắm về những đạo môn ngày nay đối với phân bổ và thế lực cũng là rất mơ hồ sư phụ nghe tôi hỏi như vậy thì khẽ lắc đầu rồi nói tiếp cái này thì vi sư cũng không thể nói rõ được cũng không quá chắc chắn bởi vì vi sư cũng chỉ nghe nói qua mà thôi nói đến đây sư phụ châm một điếu thuốc lên rồi hút hít vào một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói Nghe nói ở vùng Duyên Hải Phúc Kiến có một gia tộc họ Hàn mà người của thế gian này đều mang đạo thuật, thậm chí là tổ tiên của bọn họ cũng đã đến định cư ở Nam Dương một đoạn thời gian. Sau đó trải qua nhiều thăng trầm mới trở về quốc nội, hơn nữa nhà họ Hàn ở vùng Duyên Hải này cũng có chút tiếng tăm. Bởi vì thế gian này rất giỏi thuật nuôi quỷ, hơn nữa loại thuật mới mời tiểu quỷ này được ở quốc nội trong mấy năm trước cũng là rất tịnh hành thậm chí là có rất nhiều quan viên quý nhân cấp cao còn vượt xa ngàn dặm xa xôi từ các nơi khác đến tân mã đài để cầu quỷ. cũng chính là bởi vì thế mà người nhà họ hàn này mới sử dụng thuật nuôi quỷ và để phát triển sau đó lại đến nam dương cho nên trong mấy năm đó ở quốc nội có thể thanh danh truyền xa sư phụ bắt đầu nói với tôi tất cả những gì ông mới biết sau khi nghe đến những thứ này tôi cũng hiểu sơ bộ về gia tộc họ hàn mà sư phụ đang nói đến theo như lời của sư phụ gia tộc họ hàn này vẫn có chút danh tiếng trong đạo môn hơn nữa nhờ kỹ năng nuôi quỷ mà đã kiếm được rất nhiều tiền mà kết cấu bên trong của gia tộc này chỉ tương đối bí ẩn hơn nữa thuật pháp của bọn họ chỉ được truyền lại cho người ở trong gia tộc Sư phụ nghi ngờ Hàn Tuyết Phong rất có thể là một thành viên của gia tộc họ Hàn. Có lẽ là bởi vì khi Lão Phong còn bé đi theo người trong tộc ra biển, sau đó gặp phải một vụ đám thuyền, người trong gia tộc Lão Phong cho rằng cậu ta đã chết cho nên mới cắt đứt liên lạc. Nhưng Lão Phong vô tình được chủ thuyền của hải đầu tiêu cứu giúp thấy cậu ta còn nhỏ, vừa hay còn có thể sử dụng làm ở trên thuyền. Sau đó còn khiến Lão Phong sống trong một cuộc sống bi thảm trong khoang thuyền trong suốt 10 năm, mãi cho đến 10 năm sau mới nhân cơ hội mà thoát ra khỏi sự kiểm soát của hải đầu tiêu. Gặp được độc đạo trưởng đi khắp nơi và cuối cùng đến thị trấn thanh thạch của chúng tôi. Tôi lộ ra một tiết trầm mặc cảm thấy sự phỏng đoán này của sư phụ cũng rất có cơ sở. Nói không chừng có lẽ Lão Phong thật sự là người của gia tộc họ Hàn. Nếu như là vậy, Lão Phong chỉ cần chứng minh thân phận của mình là có thể tìm lại được người nhà của mình. Nếu cứ như vậy thì quá tốt rồi, Tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ Cho nên tôi biết rất rõ Cảm giác nhớ cha mẹ là như thế nào Nếu như Nếu đã như vậy Sau này con sẽ nói với lão phong Có cơ hội thì để cậu ta đến đấy hỏi thăm một chút Tôi nói Nhưng sư phụ lại dùng tẩu thuốc trong tay rồi nói Chuyện này để ngày sau Hãy nói đi Nhưng chúng ta đã tìm được biện pháp tách rời hai hồn vách Để xem có thể tìm thêm Một viên xích cổng âm đan khác Cho tiểu phòng hay không để cậu ta có thể được tự do không cần phải tiếp tục dây dưa với anh trai của mình nữa. Tôi khẽ gật đầu không nói gì nữa, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Tôi và sư phụ trò chuyện với nhau thêm vài câu, sau đó có khách đến cửa hàng, chúng tôi cũng ngừng tán gẫu và bắt đầu công việc của mình. Trong vài ngày tới, cơ thể của Lão Phong và Lão Tần Gia đều đã khôi phục rất tốt và nhanh chóng. Về phần Phong ca cũng không thấy anh ta xuất hiện thêm lần nào nữa. Nhưng chúng tôi biết, Phong ca không cần lão phong cắn thuốc để gọi mình nữa. Nếu như anh ta muốn xuất hiện, vậy thì có thể trực tiếp mà xuất hiện. Ngoài chuyện đó ra thì con mèo già và bà lão của tà giáo mắt quỷ cũng đã biến mất không thấy bóng dáng. Bởi vì sự xuất hiện của bọn họ cũng làm theo từng đợt. Nhưng chúng tôi cũng không có dám xem nhẹ điều này, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Đặc biệt là sau khi rời khỏi thị trấn Thanh Thạch thì càng phải đặc biệt chú ý hơn, bởi vì vị trí địa lý đặc biệt của thị trấn thanh thạch bây giờ lại có hồ lục gia bảo vệ ở bên này của chúng tôi có rất nhiều người cho nên không cảm thấy sợ nhưng nếu rời khỏi thị trấn thanh thạch thì cũng sẽ rời khỏi âm lộ ở gần đó bởi vì những tên tà giáo này cái bọn vô pháp vô thiên có trời mới biết được liệu bọn họ có đâm sau lưng chúng tôi một đau hay không mấy ngày nay ngoại trừ lúc tôi đi làm ra thì chính là nhắm mắt tu luyện vận khí điều tức dùng cách này để tu luyện đạo khí trong cơ thể bởi vì tôi muốn tiến thêm một bước nhanh chóng đột phá đến cảnh giới của đạo sư nhưng mà tu luyện thì cần phải có thời gian và tích lũy tu luyện một hồi cũng không thể đột phá được cho nên mới khiến tôi mệt mỏi đến như vậy một ngày nữa lại trôi qua tôi thu dọn cửa hàng xong rồi đóng cửa sau đó là dựa vào ghế sofa chuẩn bị chơi game nhưng vào lúc này tôi lại nhận được tin nhắn WeChat chat của Dương Tuyết gửi đến. Loại là tin nhắn thoại tôi trực tiếp bấm vào nghe. Trường học của chúng tôi đã được nghỉ lễ, ngày mai đến trường giúp tôi xách hành lý đấy. Chuyện hành lý, Dương Tuyết đã nói với tôi về điều này từ vài ngày trước mà tôi cũng đã đồng ý rồi. Cho nên tôi lập tức phản hồn lại. Được, khi nào thì cô đi. Tin tức vừa mới được gửi đi chưa bao lâu, Dương Tuyết đã trả lời Chuyến tàu lúc 3 giờ chiều anh có thể đến đây vào buổi trưa. Tôi không chút do dự trực tiếp đồng ý luôn. Nói xong Dương Tuyết đại hỏi tôi về tình hình của Lão Phong như thế nào sau đó trời hài ván game. Ngày thứ hai tôi đến chào sư phụ một tiếng. Sư phụ nghe nói tôi muốn đi vào thành phố cũng nhắc nhở tôi vài câu dặn tôi là phải cẩn thận. Tôi đi ra ngoài một mình cho nên phải trở về trước khi trời tối để tránh bị kẻ thù nhắm đến. Về điểm này tôi đương nhiên biết rõ gật đầu đồng ý rồi một mình bắt xe đến trường nghệ thuật Thanh Sơn. Khi tôi đến cổng trường thì vừa đến giờ ăn trưa. Tôi gọi cho Dương Tuyết và nói mình đã đến rồi. Dương Tuyết khá là vui khi biết rằng tôi đã đến để tôi đợi ở cửa một lát, lát nữa cô ấy sẽ ra. Tôi cúp điện thoại rồi đứng ở cửa mà chờ. Mặc dù trường học đã nghỉ lễ nhưng vẫn còn rất nhiều học sinh chưa kịp về nhưng đang ra vào đường được ở cổng trường vì là trường nghệ thuật nên có rất nhiều bạn nữ. Hơn nữa, người đẹp cũng rất nhiều, nhưng tiếc là không phải là mùa hè cho nên bọn họ ăn mặc khá là kín đáo. Một lúc sau, tôi đã thấy Dương Tuyết đi ra. Bên cạnh cô ấy là một người bạn gặp cùng lớp, người mà tôi cũng biết, nhân vật chính của sự kiện quỷ anh lần trước, Trúc Trúc. Nhìn thấy hai người họ, tôi lập tức mỉm cười. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì Trúc Trúc ở bên cạnh Dương Tuyết đã dẫn đầu vẫy tay với tôi. Đinh Đạo trưởng À, xin chào tôi cười ha hả chào một tiếng hai người cũng tăng tốc đi đến bên cạnh tôi đồng thời tôi nghe thấy dương tuyết nói muốn ăn cái gì không bữa trưa này để bạn cô nương đây tôi đãi khách dương tuyết mang theo một tia hoạt bát và bộ dáng rất là hào phóng tôi cũng không khách khí mà nói với cô ấy à tôi vừa mới thấy bên cạnh có một nhà hàng thịt dê nướng chúng tôi đi ăn thịt dê nướng đi ờ à, được được Tôi nghe các bạn cùng đất nói rằng hương vị ở đó là rất ngon đấy. Trúc Trúc lên tiếng phụ họa. Dương Tuyết không có do dự mà lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó chúng tôi đi bộ đến nhà hàng thịt dê. Vốn dĩ chỉ là đi ăn trưa bình thường mà thôi. Nhưng mẹ nó chứ, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Mỗi một lần đi ăn, nhất là với phụ nữ, mẹ nó tôi đều gặp phải số con dẹp. Tìm dưới nướng còn chưa có ăn hết được một nửa, lại có phiền phức mà tìm đến cửa nhà hàng thịt dê này khá lớn kinh doanh cũng rất tốt lúc này đang vào giờ ăn cơm cho nên người tới ăn cơm cũng rất nhiều cũng may là vận khí của chúng tôi còn tốt lúc chúng tôi đi vào thì chỉ còn lại có một bàn trống duy nhất tôi gọi món rau và thịt dê không để một lát liền được mang tới trời xe lại thế này mà được ăn một món này thì còn gì bằng chứ hương vị của nó cũng là rất ngon cho nên chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện Trúc Trúc nói cha mẹ của cô ấy là bị ốm, trong những ngày nghỉ này thì cô ấy sẽ đi làm công mà để kiếm tiền phụ cấp cho gia đình. Thấy Trúc Trúc như vậy, tôi và Dương Tuyết đều ghé gật đầu, đây chính là chuyện tốt, dù lao động để kiếm tiền là một chuyện rất là vinh dự. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi và Dương Tuyết lâu như vậy rồi nhưng vẫn không biết nhà của Dương Tuyết ở nơi nào, Điền hỏi một câu. À, nhân tiện thì Dương Tuyết này, nhà của cô ở nơi nào vậy? dương tuyết dừng rốt một chút sau đó liếc tôi một cái à thì cũng không có xa lắm ở thập yến tôi nghe tôi theo tôi biết được thập yến cách chỗ của chúng tôi không xa lắm chính là ở trên núi võ đang à cái này thì tôi biết khu du lịch ở trên núi võ đang rất đẹp đấy tôi nói dương tuyết cười nói nếu không thì chi bằng anh đi cùng với tôi về nhà đi sau khi dương tuyết nói ra lời này khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng Trúc Trúc ở bên cạnh đột nhiên mở to mắt và dùng một mặt đầy thâm ý mà nhìn về phía Dương Tuyết, trên khuôn mặt dần hiện lên một độ cười yếu ớt. À, à, nhóm của cô dự tính đi đâu vậy?" tôi hỏi thẳng. Dương Tuyết cũng bĩu môi. "À thì cũng không có đi xa, chúng tôi định đi chơi ở núi Võ Đang thôi." "Ờ, à, cứ thế thế thì sau này rảnh thì đi nhá. tôi trả lời hời hợt, hoàn toàn không để ý tới biểu lộ trên gương mặt của Dương Tuyết và Chúc Trúc, Trúc Dương Tuyết đảo mắt một cái nhưng không có nói gì nhưng Trúc Trúc lại nói với tôi. Đinh đạo trưởng, Tuyết Nhi đã mở miệng rồi, chi bằng anh đi cùng với cô ấy đi, Thì thăm phụ huynh cũng tốt mà. Trúc Trúc vừa nói ra lời này khiến tôi suýt chút nữa bị mắc nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp của Dương rất đỏ bừng. Trúc Trúc này, cậu đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Tớ chỉ muốn mời anh ấy đi du lịch ở núi Võ Đang thôi mà. Thật sao? Chỉ là đơn thuần có như vậy thôi hả? Trúc Trúc nheo mắt mỉm cười xấu xa. Dương Thuyết giả vờ tức giận nói. Cậu đừng có mà nói bậy đấy bà. Trúc Trúc lúc đó cười ha hà không ngừng trêu chọc Dương Tuyết. Tôi ở bên cạnh với vẻ mặt ngượng ngùng. chúc Trúc này quả nhiên là người có kinh nghiệm. Không ngờ trong lời nói của cô ấy lại có ý tứ như vậy. Tuy nhiên câu nói anh theo tôi trở về nhà đi của Dương Tuyết thật sự làm tôi có chút khó hiểu. Cô ấy thật sự muốn mời tôi đi xem phong cảnh đối với đang thôi sao? Hay là hay là... Tôi vội vàng lắc đầu. Chúng tôi là bạn bè sinh tử, là bạn bè tốt. Đừng có mà nghĩ lung tung nữa. Nhưng vừa mới nghĩ tới đây, bên tai đột nhiên chuyển đến một tiếng gầm thét tức giận của một người đàn ông xa lạ. Lũ đàn bà thối ta, hóa ra là cô ở đây à? Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, tôi vội vàng ngẩng đầu mà nhìn lên, thấy một thấy là một người đàn ông lực lưỡng đi tới cùng với hai tên đảng, đàn em trẻ tuổi. Nổi giận đùng đùng như vậy, rõ ràng là đang tiến về phía chúng tôi. Tôi và Dương Thuyết cảm thấy hơi khó hiểu, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Cũng không biết người này là ai, nhưng chốc chốc ở phía đối diện thì lại khác, sắc mặt của cô ấy đã thay đổi một cách mạnh mẽ, lập tức đứng thẳng dậy. Đồng trời trên gương mặt của cô ấy cũng lộ ra một nụ cười gượng ép. Hồ, anh, anh hồ, anh hồ. cô có còn nhận ra tôi sao? Mấy ngày nay muốn tìm cô khó quá nhỉ? Người đàn ông cường tráng mang theo sự tức giận mà mở miệng nói. Anh hồ, chúng, chúng ta có việc thì cứ nói riêng đi, những người này đều là bạn bè của tôi ngữ điệu của trúc trúc vội vàng thậm chí có một tia khẩn trương kết quả là ngay sau khi trúc trúc vừa nói xong người đàn ông cường tráng tên là anh Hồ kia đã giáng cho cô một cái tát ba một tiếng trực tiếp rơi thẳng vào mặt của trúc 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 là một người phụ nữ nhỏ bé suýt chút nữa là cô ấy bị một cái tát của tên này làm ngã xuống đất thấy vậy ánh mắt của tôi lộ ra sự kinh ngạc sắc mặt chợt thay đổi tôi và dương tuyết lập tức đứng dậy nói anh làm gì vậy Vừa nói tôi vừa bước ra khỏi chỗ ngồi của mình và đi về phía của anh Hồ. Anh Hồ thấy vậy thì nhìn tôi đầy khinh bỉ, thậm chí còn không di chuyển. Sau đó Trúc Trúc vội vàng quay lại và trực tiếp ngăn tôi lại. Đinh đạo trưởng, đinh đạo trưởng không có sao đâu, đây, đây là chuyện của tôi, không có liên quan gì đến anh. Trúc Trúc, bọn họ là ai? Tại sao lại ra tay đánh cậu như thế? Dương Thuyết ở bên cạnh cũng vội vàng hỏi, Trúc Trúc gượng cười nói, à, không, không, không có gì. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía của anh Hồ, anh Hổ, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, đừng ở trước mặt bạn bè của tôi làm như vậy, giữ thể diện. Trong khi đói, Trúc Trúc lo lắng đến mức suýt rơi nước mắt, mà lúc này toàn bộ thực khách trong quán thị trê đều bị động thính ở phía bên chúng tôi hấp dẫn, nhưng tất cả bọn họ đều mang bộ dáng giống như là đang xem náo nhiệt. Mà cái tên anh hổ kia lại dấy lên một tiếng cười lạnh. Thể diện sao? Còn cho cái nhà cô mà cũng có thể diện hả? Nói xong, anh hổ Hồ hung hăng giơ tay lên muốn tát chúc chúc thêm cái nữa tôi thì đứng ở bên cạnh chúc chúc cho nên đương nhiên tôi sẽ không thể để chuyện như thế này xảy ra thêm lần nào nữa tay nhanh mắt lẹ mắt tậm thân thể của tôi đột nhiên tiến về phía trước rồi nắm chặt tay của anh hồ bàn tay lập tức dừng lại cách mặt của chúc chúc mười cm anh hồ cau mày muốn rút cánh tay của anh ta ra nhưng sau đó liền phát hiện bàn tay của tôi giống như là một cái kìm vậy hoàn toàn không có rút ra được Nhóc con, mày muốn gây chuyện sao? Buông tay ra ta. Vừa dứt lời anh ta lại giãy dụa vài lần, cùng với lúc đó hai bên phía đàn em ở phía sau cũng tiến đến và chuẩn bị tấn công tôi. Đinh đạo trưởng, đinh đạo trưởng mau, mau buông tay ra, đừng gây chuyện, đừng gây chuyện, vạn và, van cầu anh đấy. Chúc chúc cầu xin không ngừng tách ngón tay của tôi ra. Thấy chúc chúc như vậy tôi cũng hừ lạnh một tiếng rồi buông lỏng tay của mình ra. Anh hổ rụt cổ tay ra sờ lên thì cảm thấy là cực kỳ đau nhói. Có lẽ là cảm thấy tôi nhất định là một người luyện võ, nếu không thì lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy. Cho nên anh ta không có dám làm gì tôi, chỉ hướng về phía tôi mà giống to một tiếng. Nhọc còn, mày thích chân vào việc của người khác đúng không? Hay không? Tiền cô ta nợ tao, mày có trả được không? Tiền gì? Dương Thiết vội vàng hỏi. Anh Hồ xoa cổ tay nói. Mẹ nhà nó, người phụ nữ hôi hám này nợ bọn tao cả gốc lẫn lãi là ba vạn tệ. Ba vạn? Dương Thiết kinh ngạc nhìn lấy Trúc Trúc, tôi cũng nhìn lướt qua, thấy Trúc Trúc thật sự là cúi đầu. Mấy ngày trước, mấy ngày trước cha tôi bị bệnh, tôi đã tìm đến bọn họ mượn mượn bọn họ 3 ngàn tệ. Vay tiền đi khám bệnh, 3 ngàn trở thành 3 vạn, trong tích tắc tôi đã hiểu, Chúc chúc là gặp phải bọn cho vay lặng lãi, lãi mẹ để lãi con. Huống chi hiện tại cô ấy còn là một sinh viên, cho dù là một người lớn đã đi làm cũng không thể chịu được mức lãi suất bất thường của bọn họ cho vay lặng lãi này. Nhưng bây giờ không phải là 3 ngàn, dựa theo hợp đồng bây giờ là 3 vạn. Nếu các người muốn lo chuyện bao đồng, vậy thì lấy tiền ra trả đi. Nếu các người không có trả nổi, vậy thì đến KTV làm công chúa mà để gán nợ đi. Người đàn ông cường tráng nói với vẻ mặt hung dữ. Loại chuyện này tôi đã từng thấy trên TV và trên báo trước đó nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ gặp phải kiểu cho vay nặng nãi này chỉ có thể biết nói là thực sự là rất xấu xa. Bọn chúng thực sự dám đưa ra loại yêu cầu này để đương sự đi làm công chúa hay sao? Hợp đồng của anh hoàn toàn không được pháp luật bảo vệ chứ. Dương Tuyết tức giận mắng nếu mà muốn bảo vệ vậy tại sao cô ta không đến ngân hàng mà vay tiền đi nếu đã tìm bọn tao vay tiền vậy thì phải trả tiền đúng hạn kết quả hạn không có trả vậy thì phải nghĩ đến hậu quả chứ anh hổ tiếp tục nói gương mặt của trúc trúc lại lộ ra sự lo lắng anh hổ đừng có nói nữa tôi sẽ trả tiền cho anh anh cũng đừng ở chỗ này nói chuyện nữa chúng, chúng ta chúng ta đi ra ngoài đi trúc trúc đã phát hiện ra Hiện trường đã có rất nhiều người bắt đầu chỉ trỏ vào cô ấy, điều này khiến cho nội tâm của cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Thấy vậy tôi kéo Trúc Trúc lại đói. Cô ấy đỡ tôi khắc trả. Tôi kéo Trúc Trúc qua, nói thẳng ra như vậy. Tôi muốn giúp cho Trúc Trúc, cô ấy trả nợ cho cho tên cho vay lặng nãi này. Tôi làm như vậy là không phải là muốn trở thành một anh hùng, mà chỉ muốn làm những gì tôi có thể làm. Những ngày này tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng sư phụ nói rằng trên đời này có nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Tam lam hưởng thụ không phải là điều tốt. Hơn nữa đối với những kẻ cho vay nặng lãi này, nếu bạn không có chống lại bọn chúng, bọn chúng sẽ không, những kh... Kh... bọn chúng sẽ giống như những con chó hung ác liên tục mà chọc phá bạn. Ngày hôm nay tôi có khả năng để đánh đuổi bọn chúng, nhưng nếu làm như vậy thì không phải là cách chúc chúc là một sinh viên nếu cứ mà để cô ấy dính vào đám người như nhóm côn trùng hút máu như vậy vậy coi như đời này của cô ấy đã là phế rồi sau khi tôi nói xong một câu như thế cái tên anh hồ cho vay đặng lãi kia đã cười lên hà hả nói ờ à, được thôi nếu mày muốn trả tiền cho chúc chúc thì bọn ta cũng rất vui mừng ba vạn tệ đưa ra đây tôi lúc nhìn anh ta một cái lấy điện thoại ra đi người tên là anh hồ khẽ mỉm cười đói được đinh phạm Chẳng lẽ anh tính trả tiền cho loại cặn bá như tên đó sao?" Dương Tuyết cao mày nói, nhưng vẻ miệng của tôi lại lộ ra nụ cười danh mãnh, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ, anh muốn tiền thì tôi sẽ đưa, nhưng đến lúc đó anh nuốt bao nhiêu thì phải trả lại cho tôi gấp mấy lần số đó. Trong lòng của tôi nghĩ như vậy, nhưng lúc này lại không có nói ra lời, tôi chỉ nói với Dương Tuyết là, "Đừng có lo lắng, tôi có thể xử lý được." Sau đó tôi đã chuyển 3 vạn tệ mà bên kia yêu cầu thông qua hình thức chuyển khoản của điện thoại di động cho bên kia. Đồng thời tôi còn đưa tay ra, ý là muốn bắt tay với đối phương. Bên kia sửng sốt nhưng cũng ngạo nghễ vươn tay ra. Nhưng sau khi bắt tay với tôi thì tên đó lại phát hiện ra lòng bàn tay của mình phủ đầy cho. Mẹ kiếp, tay của mày sao bẩn thế? Vừa nói vừa không có ngừng phủi tay, tôi cười khẩy nói. Dương Tuyết thấy thì thấy như vậy, dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn tôi, sau đó cái tên anh hổ này đã gọi điện thoại kêu người hủy bỏ hợp đồng mượn tiền của Trúc Trúc. Anh hổ mang theo vẻ tự mãn và liếc tôi một cái rồi nhìn Trúc Trúc. Trúc Trúc, bạn của cô rất là trượng nghĩa đấy. Đúng rồi, sau này mà nếu cần tiền, nhớ hỏi anh hổ đấy. Nói xong tên này còn cười ha hà, còn tôi thì cười lạnh một tiếng nói với cái tên anh hổ này. À anh hổ à, mấy ngày nay trời trở lạnh, gặp phải chuyện không như ý, nhớ tới chấn thanh thạch mà tìm tôi đấy. Anh hổ kia không hiểu ý của tôi cho nên chừng rốt một chút, sau đó hừ lại một tiếng nói. Kêu tao tới tìm mày vui vẻ hả? Mẹ mày chứ, mày ăn nhiều đến mức lũ lẫn hết cả rồi hả? Anh em đâu, đi! Nói xong anh hổ rời đi với vẻ mặt kiêu ngạo. Sau khi anh hổ rời đi, nhà hàng cũng khôi phục trật tự, buôn bán như bình thường. Trúc chúc, chúc rất xấu hổ nhìn tôi nói. Đinh, Đinh đạo trường, thật thật xin lỗi, còn để anh trả tiền thay cho tôi. Nhưng anh yên tâm, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền và trả lại cho anh. Tôi mỉm cười nói À không có sao Cô là bạn của Dương Tuyết Tức chính là bạn của Đinh Phạm tôi Không có việc gì đâu Tiền kia của tôi cũng không phải là muốn lấy là lấy được Mấy ngày nữa tôi sẽ khiến cho tên đó Chẳng những phải nôn ra hết Nhất định còn phải cho tên đó chảy thêm ít máu mới được Nói xong tôi trực tiếp ngồi xuống Tiếp tục ăn thịt dê Trúc Trúc đương nhiên là không hiểu ý của tôi Nhưng Dương Tuyết ở bên cạnh là người trong nghề Cho nên vừa nghe thấy những gì tôi nói Cộng với những gì tôi đã nói với anh Hồ vừa rồi Cùng với đống cho tàn xuất hiện trên lòng bàn tay của anh Hồ sau khi bắt tay với tôi, rõ ràng là đoạn đã đoán ra được tôi muốn làm gì. Vừa rồi lúc tôi và anh ta bắt tay nhau, rõ ràng là đã bị tôi bí mật bỏ bùa chú. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 50 thử ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.